chào tất cả các con. Hôm nay trường chúng ta sẽ tham gia một hoạt động rất ý nghĩa, đó là chương trình Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao nâng cao trí lực bằng bài nhảy Last Mode rất sôi động. Nhưng trước tiên, chúng ta cùng nhau lắng nghe thông điệp của chương trình nhé. Các con à, đối với lứa tuổi học sinh tiểu học, việc dành nhiều thời gian cho vận động như chơi thể thao, các bộ môn nghệ thuật hay vũ đạo, ca nhạc sẽ mang lại rất nhiều điều tích cực. Đầu tiên, các con sẽ có sức khỏe tốt, cơ thể dẻo dai. Thứ hai, thông qua việc các con được rèn luyện từ nhỏ, chúng ta sẽ phát hiện ra năng khiếu của bản thân. Bạn thấy mình có thể hát hay, có bạn từ nhỏ đã nhảy đẹp rồi, có bạn chơi bóng cũng rất tốt. Và nếu chúng ta rèn luyện ngay từ bây giờ, kết hợp cùng với đam mê, thì đó cũng là con đường ngắn nhất chạm đến thành công. Có ai muốn lớn lên mình nổi tiếng như cầu thủ Quang Hải không nào? Thế có bạn nào muốn trở thành bác sĩ, giáo viên hay phi công không nào? À, cô cảm ơn tất cả các con. Trong chúng ta, ai cũng có ước mơ. Và để thực hiện ước mơ đó, ngay từ bây giờ, chúng mình phải hành động. Tức là bạn nào muốn thành cầu thủ thì hãy tập luyện với trái bóng. Bạn nào muốn làm dancer thì chúng ta học nhảy. Bạn nào muốn làm ca sĩ thì chúng mình cần luyện thanh hàng ngày. Và chiến dịch mà chúng ta đang hướng đến ngày hôm nay chính là Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao nâng cao trí lực. Thông qua chương trình này, cô rất hy vọng các con sẽ nhanh chóng tìm ra điểm mạnh của bản thân để phát huy tối đa năng khiếu của mình. Đương nhiên, ngoài việc rèn luyện, vận động, chúng mình cũng không thể nào quên công việc chính là học tập, đúng không nào? Mỗi ngày, chúng ta sẽ dành ra 60 phút cho đam mê của bản thân cũng như các hoạt động thể chất. Đó có thể là chơi thể thao, nhảy last mode, yoga. Rồi, bây giờ các con cùng nhau thể hiện bài nhảy của mình. Các con đã sẵn sàng chưa? Xin mời âm nhạc.
con sẽ lớn lên.